xin kính chào quý vị và bà con Hôm nay không khí lạnh đã được tăng cường xuống Bắc Bộ. Đến đêm nay và ngày mai, các tỉnh trong khu vực nằm trọn trong khối không khí lạnh khô. Trong khi đó, thì trên cao, trường gió Tây Bắc hoạt động mạnh cho nên dự báo trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ cũng như là thủ đô Hà Nội phổ biến thời tiết rét về đêm và sáng sớm. Đến trưa trời sẽ quang mây và có nắng từ sớm. Nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm thấp do hiện tượng phát sạn nhiệt mạnh vào đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất chỉ phổ biến từ 7 cho đến 10 độ, vùng núi giảm xuống còn từ bốn cho đến 6 độ. Một số nơi vùng núi cao còn giảm xuống mức là dưới 3 độ, cho nên thời tiết rét bút và tình trạng sương muối vào lúc đêm và sáng sớm lại có điều kiện hình thành, cho nên bà con vùng núi cần có các biện pháp che chắn hợp lý cho cây trồng, hoa màu tránh thiệt hại do giá rét gây ra. Vào trưa và chiều thì trời nắng nhiều nhưng do nằm sâu trong khối không khí lạnh khô, cho nên nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 20 độ. Đồng thời độ ẩm không khí giảm khá thấp, trời khô hanh. Trên khu vực miền Trung trong đêm nay và ngày mai, trời tiếp tục rét ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, đặc biệt là tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Hà Tĩnh, trời ít mưa, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng, có nắng nhẹ vào ban ngày. Đồng thời trời tương đối khô với nhiệt độ ở ngưỡng sắp xỉ mức rét đậm. Nhiệt độ các tỉnh chỉ dao động trong khoảng 14 cho đến 16 độ. Trong khi đó thì khu vực từ Quảng Bình cho đến Phú Yên trời nhiều mây, có mưa nhỏ vào ban đêm và sáng, độ ẩm không khí cao tạo ra cảm giác rét và ẩm ướt. Biên độ nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 13 cho đến 18 độ ở các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế và từ 15 cho đến 22 độ tại các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên. Nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam cho nên các tỉnh thuộc vực Nam Trung Bộ kéo dài từ Phú Yên cho đến Bình Thuận trời tạnh giáo, đồng thời nhiệt độ cũng cao hơn. Nhiệt độ ban ngày giao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Ở phía nam của đất nước, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời khô ráo và có nắng, nhiệt độ dao động trong khoảng 22 cho đến 25 độ và 27 cho đến 30 độ lần lượt ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường cho nên về đêm và sáng nhiệt độ tại các tỉnh trong khu vực sẽ giảm và trời rét thưa quý vị và bà con hiện tại không khí lạnh tăng cường khiến cho nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con bị ảnh hưởng nếu không có biện pháp che chắn kịp thời có thể khiến thủy sản bị lạnh và chết làm giảm năng suất và sản lượng bà con có thể tham khảo những cách làm như sau đó là khi trời lạnh tránh đánh bắt làm cá bị xây sát dễ nhiễm các bệnh do vi khuẩn nên cho ăn vào lúc trời ấm bằng thức ăn đủ chất dinh dưỡng hoặc là thức ăn công nghiệp chất lượng cao, bổ sung đa vitamin và vitamin C để cá có đủ sức đề kháng và chịu rét. Khi nhiệt độ nước xuống dưới mức là 18 độ thì ngừng cho cá ăn và không đánh bắt. Dùng vôi bột và xôn phát đồng cho vào túi vải treo ở nơi cho ăn để diệt trùng và nấm gây bệnh. Định kỳ 2 tuần một lần thì bón vôi pha nước và tạt 1 kg vôi bột trên 100 m khối để xử khử trùng, giảm phèn cho ao. Những trại cá tôm giống phải có hệ thống nhiệt để giữ cá tôm ở nhiệt độ là từ 22 cho đến 25 độ. Còn sau đây thì xin mời quý vị và bà con cùng đến với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác và gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 9 độ. Vùng núi cao xuống mức là 3 cho đến 5 độ, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 17 cho đến 20 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ dài rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rất đậm và có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất là từ 8 cho đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 6 độ, còn nhiệt độ cao nhất 17 cho đến 20 độ các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Tại đây trời nhiều mây, tại phía bắc của khu vực sẽ có mưa vài nơi, còn phía nam có mưa nhỏ rải rác, do bắc đến tây bắc mạnh cấp 3 trời rét, phía bắc trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 cho đến 12 độ, phía nam từ 14 cho đến 16 độ, còn nhiệt độ cao nhất 19 cho đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, tại phía Bắc của khu vực trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, còn phía Nam thì phổ biến ít mưa và ban ngày trời nắng. Gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, phía Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất tại phía Bắc từ 17 cho đến 19 độ, phía Nam từ 21 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 22 cho đến 25 độ và phía Nam từ 26 đến 29 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, tại đêm mây thay đổi phổ biến ít mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho đến 16 độ, cao nhất 23 đến 26 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi phổ biến ít mưa ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất tại đây là từ 19 cho đến 22 độ và cao nhất trong ngày từ 28 cho đến 31 độ. Bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.